Nhà bên suối, homestay đẹp nhất Sóc Sơn, Hà Nội, chơi thật đã, giá thật rẻ. Trước tình hình thực tế đối với năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cấp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời việc chuyển đổi môn học lựa chọn cấp trung học phổ thông, trong đó có việc được đổi môn học tự chọn vào cuối năm học. Cụ thể, việc lựa chọn môn học, cụm chuyên đề học tập của học sinh cần giữ ổn định cho đến hết lớp 12. Trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập, thì việc chuyển đổi được thực hiện vào cuối năm học để đảm bảo thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, quy định về kiểm tra, đánh giá và thời gian để học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng. Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề để học tập phù hợp với khả năng tổ chức của nhà trường. Học sinh có nguyện vọng và được nhà trường chấp thuận cho chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phải có văn bản cam kết tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học mới. Ngoài ra, trong bản cam kết, đồng thời phải có cả xác nhận đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ.